nghe được tội nguyện. Ok anh đồ em biết đấy. Mình nghe được tội nguyện không? Lại quay về. Tội nguyện. Điều thành cái thanh trung kia thành ở thanh âm nó trung chói. Điểm bán toàn Hồ Chí Minh nhỉ? Thì hẳn toàn quốc. Toàn quốc. Em là bán lấy đây đi Cổng Nam. Còn trong Nam nhiều mà. Em bán nếu mà đầm nói hoa này, nếu mà khách hàng khoảng độ tầm 75-80% ở trong Hồ Chí Minh. Chú này chuyên về sao bà? Chuyên sao bà? Em làm cả điện máy, cả tivi máy giặt đồ ngoài. Nhưng mà mình thì cái mỗi cái mạng thứ ba này thì em làm marketing online cho nó mạng online chưa chưa thôi tiếp theo một cái là xúc tỏi cần cái xúc xem dây để nó mới sợ nó ăn buổi hè ăn tinh hệ ôi ôi rồi không chắc chắn thì là đúng của nó rồi nhưng mà chân một chân tinh hệ chân buồn súp nó to, cũng to nhưng mà được cân nặng thì không phải là nó đóng gỗ, con này qua nó 2 cân mấy, à 4 cân 6, nhiều khi cứ công suất to mới cân nặng cân tưởng hay, đấy sự cục súp to thôi nhưng mà bát ở bên trong lại cũng nhỏ chứ không phải là bát chắc không. Cứ nhìn theo đúng hai chân mỗi một sợi là lại hai sợi bò. Thế nó vừa ăn nguồn vừa ăn tín hiệu chứ không phải ăn nguồn không. Anh làm điện lực Hưng Yên à? Ừ. Sao biết? Em thấy cái ảnh avatar à, điện lực. Ừ. Hay là của cơ quan à? Đâu, chú là chú là kia. Thank you.
Mỗi người cách bấm, mỗi người thầm thầm âm, mỗi người kiểu anh xem lại cái gì.